đây là bố đặng thọ Soi xin của huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Và những ngày này là những ngày Tết theo dân tộc Khmer. Phía sau lưng mùa hồ và cô bác anh chị thấy đây là một cái lễ gọi là lễ hội mừng năm mới của dân tộc Khmer tại chùa Soi Xin này, cô bác anh chị, để tìm hiểu về thực hư về cái mừng năm mới như thế nào, để mời cô bác anh chị cùng theo buổi hồ vô tham dự một cái mừng năm mới tại chùa Soi Xin này nhé. Hiện nay thì các Phật tử cũng như là các sư ở chùa Soi Xin mới đang làm lễ mừng năm mới nha. Chúng ta có thể thấy bên đây là các Phật tử đang cầm những cái nén hương nè. Bên đây là các bé gái đang hóa thân thành nữ hoàng Apsara, một trong những nữ hoàng và chúc phúc cho ngày Tết. À, không thể thiếu đó là các vị sư đầu hóa thân thành các thanh niên thì hóa thân thành các gương mặt quỷ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ตีนอ่ะนั่นต้องตักตาต้องเกียร์เกียร์ในมือเราไม่เกียร์รูปเกียร์ตั้งนานไอ้ยืนตกแต่งนู่นเกียร์จะนำน้ำให้ถ่ายตัวร้อยชั่วมาชั่วสุดอาจารย์พ่อใหญ่ตาเลยว่าไอ้ทุกเอาสุดไอ้ประธานกรรมการยืนหลังไอ้ต้องไอ้ตามเพลงบุญเบียดตั้งไอ้น้องมอลำมอไอ้ยกยืนยอมมอลีจังได้เพลงบุญเบียดลำดอกขนาดเท่าไหร่ ai ta ta vậy ta cuối anh tốt đi đâu mà lên sài nặng đập phòn gió thì tao cái nào anh ta tuyệt rồi gì ấy Việt Nam nào lấy lọc đầu năm nữa cuối thế ta ta nha ai vậy anh cuối thế nào nó dịch chuột nó thôi dịch tuyệt rồi gì đấy rồi lấy lọc đầu năm quá. Ê, bây giờ là các sư sẽ lì xì lấy lọc đầu năm đó mọi người, giống như cái kinh của mình đó. Thôi tuân, đồng chân nam, xong 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 xong. Bây giờ đó là nghĩ là tiền chứ không trụ hết. Bùi hồ chưa đi. Không vui là vậy. Vậy đâu? Vậy đâu? Chưa nó chưa dạy vậy đó là. Cái nhìn nhìn phạm đó đó rồi đây nè bây giờ giảm lại giảm xoáy lại mỏ anh thu tiêu đại cái nào không ấy tâm niệm tâm nửa là bao bao cũng là anh không làm mỏ thế cái đó cái này là sư lì xì cho các Phật tử lấy lọc đồ năm sáng nay thì mình có quay một cái thước phim về lễ Đặt Bát thì các Phật tử sẽ cúng dường cho các sư những tiền hoặc là gạo và những cái thực phẩm đó mọi người thì hiện nay thì làm lễ gọi là lễ mừng năm mới á thì các sư sẽ lì xì lại cho các Phật tử những cái số tiền để đảm bảo lấy lọc đầu năm đó mọi người. Mình được sư tặng cho một cái lọc đầu năm mới mọi người. Đây là một cái lọc đầu năm mà các sư ở trong chùa Sơ Xin lì xì cho mình đó. Đây là các em gái có tuổi đời từ 12 cho đến 16, 17 tuổi đang khóa thân thành nữ thần Apsara. Ok, mua xong chưa? Xong chưa? Cũng như ở lúc trước thì Bùi Hồ có chia sẻ rằng á, đây là những những cái bình hoa nếu như mình những cái bình này có thể không có lấy lần lấy được trong cái ngày lễ tất cho năm đây là những cúng dường đó mọi người. Bọn phá đá về mọi người đó. À tôi chết giờ tôi chết đó. À thông thông giờ tôi chết đó. Thế đây dạy dạy rồi hả thông. Và đây là một cái bàn cúng để mình tết mới. Ở giữa thì mọi người có thể thấy được là cái hình tượng của Phật Thích Ca nè. Rồi, ở đây rất là nhiều những cái trang trí, những cái
những cái bình hoa, những cái cụ hoa rất là đẹp và bắt mắt như thế này, rất là kỳ công luôn nha mọi người. Mặc dù là từ những cái nguyên liệu như bằng dừa, lá chuối hay là những cái thân chuối, nhưng mà mình thấy rất là đẹp luôn nè mọi người. À, đây là cái đế cắm bông á, à, nhỏ xíu bằng thân chuối á. À, đây là dân cái cây này. Đó, mọi người thấy rất là đẹp đúng không? À, hôm nay thì cũng có dịp là đến đây để chia sẻ cho cô bác quý anh chị một cái Tết khá là đặc biệt của dân tộc Khmer tại tỉnh Trà Vinh này, đó là chôn năm mây đó, cái Tết và một điều khá là thú vị về cái Tết người Khmer như thế này, thì rất mong video clip này sẽ mang cho cô bác quý anh chị một điều gì đó bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở những video clip sau ạ.